Rồi mục đích gì muốn em quay clip này là gì, là chia sẻ về sự việc gì? Chia sẻ về người tình của tôi, ở với tôi 7 năm mấy. Người tình ở 7 năm mấy? 2014 tới bây giờ. 2014 tới tới bao giờ? Tới tháng 6 2021. Tới tháng 6 2021. Là phụ bạc tôi. Phụ bạc hả? Phụ bạc tôi qua đầu quốc quán. Quán như thế nào vậy? Là cho tôi xin khỏe là chị tên gì? Tôi tên Nguyễn Thị Đính. Dạ. Sinh 1965 ở Long Khánh, Đồng Nai. Dạ. Tôi về Biên Hòa cho con của nó học hành. Dạ. Thì vô tình thì tôi đi bán gặp được cái nhóm của anh em của anh Nguyễn Việt Công này. Tên thường gọi và là bố là chồng cũ gì đúng không? Là người này là ở dưới Bạc Liêu nhưng mà lên trú quán ở ngay đường 5 thành phố Biên Hòa đúng rồi. Dạ. Thì bắt đầu khi quen biết nhau thì kêu tôi là kiếm dùm cho cái phòng để ở, thì tôi kiếm cái phòng thì cũng như ở gần nhau ở phòng gần nhau. Dạ. Ở trên sân banh thành phố Long ở Biên Hòa là ở gần thôi hay là ở chung? Ở gần, rồi bắt đầu mấy tình cảm nảy ra rồi mới ở chung đó. Thì anh bao nhiêu tuổi? Anh bao nhiêu tuổi thì lúc đó tôi không biết, nhưng mà sau khi thương nhau ở với nhau á thì một thời gian là khi đầu thì là bồ thôi, bạn thôi. Là đi Huế chơi. Sao anh bao nhiêu tuổi? Anh bao nhiêu tuổi? Đây, đi Huế chơi đây. Thì bắt đầu đi Huế chơi xong rồi bắt đầu anh anh bao nhiêu tuổi? Tôi mới hỏi anh là bao nhiêu tuổi. Lúc đó tôi là 49 tuổi. Anh thì 49 là 45. Anh nói em 45. 44. 44. Thì tôi nghĩ là hơn anh lúc đó đen thui à. Dạ. Anh người đen thui à, người bên như là đi làm gì mà hồ gì đó. Anh bao nhiêu tuổi? Có bảo em là anh bao nhiêu tuổi? Thì anh nói là anh 44 tuổi. Dạ. Là tôi nghĩ là anh nhỏ hơn tôi 5 tuổi thì tôi. Đây câu hỏi của có bảo em hiện tại này. Anh bao nhiêu tuổi? Thật ra anh bao nhiêu tuổi? Thì bây giờ là coi trong mẹ anh cầm cái giấy cây xanh lên á. Là chỉ có 1983 thôi. Là bao nhiêu tuổi? Thua chị bao nhiêu tuổi? Anh làm giả. Là thua chị bao nhiêu tuổi? Thôi chứ anh phải là cái tuổi đó thì giờ tôi không biết tuổi nào. Rồi bây giờ thua cái tuổi mà 83 thì thua chị bao nhiêu tuổi? Tuổi 83 thì thua mười mấy tuổi luôn á. Mười mấy là mười mấy? Chị bao nhiêu? Không tính nữa, tôi năm nay là 58 tuổi rồi. Chị sinh năm bao nhiêu? Tôi sinh 1965. 65 với 83 là thua chị... Nếu mà ấy là thua tôi, nhà thua mười mấy tuổi luôn á. Đó. Thì 65 với 83. Sống khi mà... 18 tuổi. Khi mà anh đi làm hồ thì anh rất là khổ. Đây. Này, chị anh, nói chuyện với em thì chị cứ nói xong rồi chị cứ kiếm gì thì kiếm này. Anh đi làm hồ, anh rất là khổ nè. Đó, khi mới quen nhau đó. Đi làm hồ. Rồi bắt đầu, đó, thấy không? Nhìn thấy không? Thấy đâu có già lắm đâu đúng không? Đúng rồi. Đó. Nè. Rồi. Đó, là cái bắt đầu dẫn nhau đi Huế chơi nè. Đi Huế chơi. Là 24. 24. À. Thì khi vô tình cảm cái như là xảy nảy nở ra. Thì bắt đầu là thương yêu tôi. Tôi thương yêu anh ấy. Rồi. Tôi đâu có đến đội trẻ đâu đúng không? Rồi. Tôi có con nhưng mà tôi nói đến đội trẻ đúng không? Đó. Thì sống với nhau rất là thương yêu nhau, rất là như là biết thương tôi. Thì sau khi đó tôi thấy tội, tôi mới không cho đi làm hồ nữa. Không cho hồ làm tôi gì? Mới kêu là đi, tôi tập cho đi buôn bán trái cây với tôi. Tập bán trái cây. Rồi đó. Thì khi mà anh kêu tôi biết buôn bán á thì tôi chịu lỗ. Có nghĩa là lỗ bao nhiêu tôi chịu hết. Đó. Chỉ cho biết buôn bán. Đó. Rồi bao nhiêu tiền là tôi chịu lỗ hết á. Rồi sau đó là tôi bệnh thì tôi như là giao cho anh đi buôn bán với là con tôi. Anh đi mua hàng để mà bán với con tôi. Đó. Rồi bắt đầu đến khi đi bán lá nè. Thì không có tiền. Bán lá ở đường Cách Mạng 8 á. Thành phố Hồ Chí Minh á. Đi bán lá qua bánh này. Qua bánh này là 20 Tết. Thường là 20 Tết lên là tôi lấy rất là nhiều hàng. Một lần là mấy xe tải lần á. Thì tôi giao cho bạn hàng tôi. Thì tôi kêu con tôi cho tôi mượn tiền rất là nhiều. Thì đi buôn lá là nó rất là nhiều tiền. Đó. Thì khi mà tôi đưa cho anh á, khi mà tôi cái như là đưa cho anh giữ á, thì anh mới ta bà thì anh cái là con tôi nó không đồng ý. Nó lấy lại không có, nó không đồng ý. Thì bắt đầu nó mới la ì xèo lên. Đó. Thì anh mới nói là thôi bây giờ theo anh đi về dưới Tân Thành Bà Rịa.
Về tân thành Bà Rịa làm gì? Tân thành Bà Rịa để anh đi qua bên Nhân Trạch anh làm. Nhân Trạch làm. Anh nhận công trình anh làm. À. Thì tôi hỏi bạn, tôi bảo tôi nói ừ được á. À. Làm cái đó ngon á, thì tôi nghe lời tôi đi. Đây là anh xỉn tay đây. Anh đi vô trong quán tóc ôm á. Anh ăn anh nhậu anh này kia. Cho... Đi ôm. À, là coi như anh xỉn anh say đấy, anh về tôi nói với anh nịnh tôi đây. À. Anh chụp hình đây, anh ôm tôi đây. Đây. Thì bắt đầu là sống với nhau tới ngày hai tây tháng, coi như là tiền của tôi đưa ra là rất là nhiều. À. Thì anh cứ coi như là ta bà là anh hết tiền là anh cứ lấy tiền, thì tôi cũng coi như là đưa là tôi cũng có tiền đâu. À. Nhưng mà tôi đi vay mượn để tôi đưa cho anh. Thì khi 2018 là gì này, là gì của anh? À. Gì Tám Hằng. À. Tám Hằng, Facebook tên Tám Hằng. À. Là ở Bạc Liêu nhưng mà lấy chồng là ở Biên Hòa. À. Ở còn mới Biên Hòa đi vô là gọi là cái gì ta? Gọi là Bửu Long phải không? Bửu Long á. Em không biết được rồi sao nữa. Đó đó. Là hai vợ chồng đi lên á là nói tôi là giờ là gì đáo hạn, gì có tiền. À là tôi mới biết lần đầu tiên luôn. À. Thật sự là tôi với anh này ở với nhau á, là bao nhiêu năm cũng có biết ai hết trơn á. À. À, anh không có nói gia đình của anh như thế nào trơn á. Đó. Thì bắt đầu là khi mà gì này nè. Mới tới nhận tôi là gì này, cái chuyện này đây đây là tới nhận tôi là cháu gọi điện thoại, thì người đó gọi điện thoại vô tình là tôi cầm máy. Tôi nghe bên nào nói tôi là gì của công Nguyễn Việt Công, tên thường gọi là ở Bạc Liêu, ở đội 1 thành phố Bạc Liêu, phường 7 á. Đây thì phường 1 chứ, ở phường 1 mà cái đội 7 gì đó. Ở trong cái giấy đây nè, cái giấy cây xanh có nè, cái giấy chứng minh có nè, bây giờ cái sổ có nè. Rồi sao chị kể trước tiền kia đi. Chứng minh của anh đây có đây. Rồi. Chứng minh của anh Nguyễn Việt Công có đây. Chị kể trước tiền kia đây. Đi. Thì bắt đầu là tiền bạc của tôi là tôi tin tưởng, tôi đưa nhiều lắm. Là bắt đầu là anh đi chở hàng. Đưa tiền nha. Đưa tiền cho anh Nguyễn Việt Công này. Rồi chị Út kia, chị vừa kể chị Út kia là chị Út kia làm gì? Chị Út kia mượn tiền của tôi để đáo hạn, hai vợ chồng mượn tiền đáo hạn. Mượn bao nhiêu tiền? Mượn tôi 20 triệu. Trả chưa? Là chưa có trả tôi, và bắt đầu là mượn nói là 3 ngày thôi. Hiện tại bây giờ trả chưa? Chưa luôn, 3 ngày, kêu 3 ngày trả cho tôi. Mà cuối cùng rồi là không có chịu trả. Bao lâu rồi? Đây, là 2018. Tới giờ chưa trả? Chưa trả cho tôi. Rồi bắt đầu là khi còn liên hệ được không? Tôi nghe được là đi còn liên hệ được không? Không luôn. À. À, là có nghĩa là khi tôi nghe là đi Đài Loan làm ăn. Đi Đài Loan rồi. Có tiền. Thì tôi mới cái nhắn tin là trả cho tôi. Vậy là bắt đầu là biết đó là anh này của bạc tôi. Bắt đầu là dì Tám nó chửi tôi. Chửi gì? Chửi tôi nói là con đi già, mày đòi tiền cái gì này kia cái nọ rồi. À. Là không lắm hết trơn. À là không chịu trả. Không chịu trả luôn. Đó. Mượn tiền mà không chịu trả hả? À đúng rồi. À. Đó. Thì đây là anh Việt Công này nè. Là theo cái con đây, cái mình đi đấy đây, đây tôi đây đó. Rồi. Thì khi mà theo cái khi mà đi, khi mà tôi đi lên trên Sài Gòn á, để mà tôi làm ăn á đó, về dưới Tân Thành Bà Rịa xong là xài hết tiền của tôi, là đánh tôi một trận. À, bắt đầu gì? Là tôi bỏ, bắt đầu là khóc lóc này kia cái nọ, nói là tôi nghèo này kia cái nọ. Tôi quen cái người đó mà người ta bỏ tôi, người ta đi Đài Loan cái này cái nọ rồi lung. Thì tôi thấy tội, tôi sốc lòng rồi tôi mới đưa lên thành phố Hồ Chí Minh 2016. Thì bắt đầu là tôi lại đi mượn tiền của tờ rơi, tôi đi bán mua tiếp. Vay tiền tờ rơi. Đúng rồi, thì tôi thấy dư tiền ra, thì tôi nói tôi để tôi làm vàng rồi kia tôi xuất vô. Là bắt đầu là y lấy luôn 2017, y lấy luôn cái hộp vàng của tôi luôn. Hộp lấy luôn vàng, vàng của gì? Lấy luôn cái hộp vàng, bông bán dây chuyền này kia lấy hết trơn. Đi đâu tôi không biết luôn. Rồi. Tôi gọi hoài cũng không được, lấy luôn cái máy điện thoại tôi luôn. Đó. Thì ta mấy điện thoại tôi ra đám cưới con tôi chụp hình. Là ông trộm cả vàng cả tiền của chị đi luôn. Đúng rồi. Thì khi mà tôi kêu về lại á, thì anh này về lại. Sao là kêu về lại, trộm đi rồi sao kêu về lại? Tại vì tôi gọi 3 ngày, ngày thứ 3 là gặp được. À. Thì anh này mới alo xong đầu anh này nói là bây giờ anh đang ở dưới này, anh không có tiền về, không biết ở dưới nào luôn. Thì tôi nói thôi bây giờ anh về đi, tôi bỏ qua cho, nhưng mà tôi nói tôi tưởng là chưa có xài. Tôi nghĩ là ôm đi là ôm về thôi, cho tôi không nghĩ là đâu mất tiền của tôi hết. Bán hết luôn rồi. Khi về thì tôi có báo công an, nhưng mà công an nói là tại sao lúc nó tới ở nhà bà thì bà không báo, mà thật tình là tôi như là cũng không có biết cái được, không có am hiểu, không am hiểu về pháp luật cái chuyện đó. Đó đó. Về nhà bà may mà nó không giết bà, nhưng nó giết bà thì sao? Thì bắt đầu là y nghe như vậy đó, là bắt đầu là y lần mặt. Thì bắt đầu là 2021, tháng 6 2021 là trong cái 20 mấy tháng 5 á, là tôi đi về Bắc để đám cưới. Thì y không cho đi, không cho đi thì tôi cũng đi là vì như vậy nè, là con tôi mà đám cưới con tôi đi. Rồi đúng rồi, đám cưới con phải về. Dạ.
mà tôi đi như là 3 ngày là vô là y cái như là nói tôi là về mà nói để ngủ nghỉ với ai thế này đi xa như vậy ngủ nghỉ cho dễ, nhưng mà tôi không có đâu. Thì tôi không ngờ là y cái như là phản bội tôi. Y gặp cái con này là con Trừng đây, cái cô này nè. Là cái hình này là hình cái như photo thôi, cái hình này là hình cái như là chỉnh sửa thôi, chứ ở ngoài là bị cái mặt là bị tầm ngang mà này kia nám chà mà không có đẹp đâu. Nhưng mà y cặp cái như ông Nguyễn Nhật Công này nè, bạn bọn tôi cặp cái người này nè đó, thì tôi không biết khi vô là bắt đầu là đánh tôi, khi tôi đi Hà Nội vô á, đám cưới vô là đánh tôi, là tôi buồn quá tôi đi ra cầu Sài Gòn á, là tôi không muốn chó, tôi không muốn chó là để cái đầu gối này. Tôi lên trên đó, tôi lên Sài Gòn là ở tạm trú ngay cái phường Bình An, quận 2, phố Thủ Đức đúng không ạ? Ok, đúng rồi đó. Là bắt đầu là đấm tôi, là bắt đầu là ai ông nói trời ơi, người như vậy thì còn gì nữa để lấy. Chứ không ngờ là có cái người này, có cái cô Trần Thị Thanh My này, Thanh Mỹ, Thanh My gì đây đó, cho nên mới là phản bội tôi đó. Phản bội tôi là anh này đây, anh Nguyễn Duy Công này đây đó. Thì sau khi đó khoảng để coi đi đã đời luôn, là đến 6 tay tháng 1 về năm nghỉ tôi nói tôi không còn nghỉ nữa, tôi bán nó ngay tuần 2 đó. Thì về năm nghỉ tôi không còn nghỉ, vậy là nói biết thì tôi thấy cũng phải tội cho quay lại ở với tôi được mười mấy ngày, ngày 27 Tết kêu tôi là bây giờ là em đưa tiền cho anh để anh mua xoài mua này mua kia anh giao cho người ta. Rồi mục đích gì kệ mà dài như vậy là để làm gì? Là để kể cho mọi người đều biết. Dạ, là rồi, cái anh này mọi người biết là anh này ở với gì. Là ở với tôi là bây giờ là phù bạc thôi mà lừa gạt tôi nữa. Lừa gạt cái gì? Bây giờ là tiền bạc của tôi là anh này lấy đi hết, lấy đi qua lấy bao nhiêu tiền hết. Lấy bao nhiêu tiền? Thì khi em tiền... hỏi đây, em hỏi chị trả lời này. Lấy bao nhiêu tiền? Thì cái tiền thì tôi đưa thì lần 50, 30 thì tôi không có cầm. Nhưng mà đưa xong rồi là về là cái máy móc. Đó tôi đưa tiền đi chợ đầu mối Thủ Đức lấy hàng. 3 giờ thì chạy về nói là em ơi bị giật rồi. Thì tôi không hiểu là bị giật như thế nào. Thì bắt đầu tôi lại đưa tiếp. Thì cuối cùng là anh này á, khi mà tôi bị té bể đầu gối á, tôi bị té bể đầu gối á, là đưa tôi qua bên bệnh viện. Cái này là tôi đi chụp. Rồi chị không cần đưa hình nữa nè. Rồi được rồi, hiện chị không cần đưa nữa. Chị không cần đưa hình nữa. Là okay. Khi đó là anh này nè, là tôi nằm bệnh viện. Anh này nói chuyện với em này, chị không cần nhìn hình nữa, chị đừng nhìn hình nữa. Anh này không có chịu là chăm sóc cho tôi. Tôi bị té, coi như là tôi đi đám cưới về, thì anh này đánh tôi. Đánh tôi là nói qua nói lại là bắt đầu là đánh tôi. Thì tôi buồn quá, tôi xách cái xe tôi đi ra Sài Gòn, ý như là tôi đi cho nó hơi quả. Thì không ngờ là tôi bị tông chó. Tông chó? Nằm quá, ra ba con rồi. Tôi tông chó về đường luôn. Thì anh Nguyễn Như Công tên người gọi này, có Bạc Liêu này. Rồi. Đưa tôi như là qua bên bệnh viện, kêu con tôi tới đóng tiền viện phí. Xong rồi là bỏ tôi luôn. Đó. Không chăm gì, không chăm không gì hết trơn luôn, bỏ luôn đó. Rồi ý chị làm video này để làm là gì? Ý là bây giờ là tôi nói cho mọi người đều biết. Em nói là chị không cần đưa hình nữa, em hỏi chị nè, bây giờ chị muốn làm clip này để làm gì? Tôi nói cho mọi người đều biết là anh này nè là một cái anh coi như là vô tâm, không coi như là sống mà không có tâm, sống mà coi như là lường gạt hết người này tới người nọ. Bây giờ là tôi biết được là lường gạt rất là nhiều nhiều người. Và trước đây là anh này có lấy người ta coi như có bầu rồi bỏ người ta luôn, đánh người ta mà để đầu lừa là ý chị nói lừa chị là bị lừa gì anh này là lừa gạt tình cái tiền à tình cảm á thì không phải là lừa gạt tình cảm, là yêu đương với nhau không phải là lừa gạt đâu. Là tới ở làm em coi như là kết nghĩa của anh Sơn ở ngay phường. Không bây giờ em đang hỏi câu hỏi là mục đích chị làm clip này để làm gì? Thì bây giờ tôi đi làm clip này nè để cho mọi người đều biết là cái anh này là cái anh là cái như là vô tâm điểu giả lừa gạt và cái như là sống với tôi mà cái như là vô tâm với tôi như vậy. Thì bây giờ là yêu cầu cái nhà cộng đồng mạng đi là lên án xỉ nhục cái người này và cái người này nè, cái người mà đang cái như hai người như vậy, anh Nguyễn Như Công ở với tôi này nè, đang gặp cái cô mà Trần Thị Thanh Thông My đó. Người ta có quyền yêu mà, tại sao mình đâu lên án được chị đâu? Bây giờ là mấy người đó mình là... không lên án được chị My. Chị My là với anh nói mấy tới người, với nhau. Mấy người đó là cái như là lên với nhau, một cặp với nhau, cái như là phù bạc tôi. Hôm nay á, em nói chị nghe nè, chị mình nghe lời em nói, chị mình nghe lời em nói. Chị ngồi đây trao đổi với em, nói chuyện với em, chứ không phải chị ngồi đây để trình bày cho mọi người nghe. Mọi người không nghe chị nói như vậy. Chị My không có chuyện gì ở đây để lên án hết. Anh kia qua cua chị My thương anh đó, hai người thương nhau là chuyện bình thường. Tại vì chị với anh đó không có kết hôn, không có phải vợ chồng.
tôi đưa tiền cho anh này đi kết hôn mà anh này không chịu về, anh này nói là anh này thiếu nợ với Bình Dương nhiều quá. Cho hết của em đang nói chuyện với chị à, là có nghĩa là chị đó không có vấn đề gì hết ở trong này, chị là người gặp anh công này đúng không, nhưng mà chị cũng không kết hôn, chị không kết hôn, tôi kêu em đó là chị không kết hôn đúng chưa? Ừ thì chị không kết hôn vậy, em vừa nói xong chị không kết hôn đúng chưa? Anh này em hỏi là chị không chịu về kết hôn anh này mà chị nghe câu hỏi em là chị không kết hôn đúng không? Thì đúng rồi, không kết hôn đúng không? Mà anh nói là thương nhau em thôi, em hỏi là không kết hôn đúng không? Ừ. Đúng không? Đúng rồi. À, không kết hôn có nghĩa là mình không phải vợ chồng, mình không quyền lắm. Ok, còn chuyện mà anh sống không tốt với chị ấy, thì chị vừa kể rồi, còn chị không thể lên án chị kia được tại vì chị không kết hôn. Không kết hôn có nghĩa là mình không có quyền sở hữu người đó đúng chưa? À, tôi không biết, tôi với anh này sống với nhau thì anh này cứ nói rằng là đây tôi tiền mà, tôi đưa cho anh bao nhiêu mà đến khi tôi nằm thì bỏ tấm hình xuống của em, chị nói chuyện nè. Là bắt đầu là anh đi xâm vàng anh đeo như thế này nè, rồi là bắt đầu là anh qua bên bệnh viện, rồi là bắt đầu anh xâm vàng đeo như vậy đó. À, ý là nhiều vàng đúng không? Đó, đó. Nhiều tiền. Là bắt đầu là từ đó tới là bỏ tôi luôn đó. Nhưng mà khi mà anh thương tôi 2-3 năm là tôi cho anh đi làm kết hôn. Anh nói là bây giờ là tiền bạc không có để mà đi về gì đó. Tôi nói tôi đưa anh 10 triệu anh đi về là xác nhận địa phương đi, còn lên mà làm cho tôi cho nhập khẩu và đến cái kết hôn. Thì anh này nói là bây giờ anh này thiếu tiền ở dưới đó rất là nhiều. Cho nên anh này không dám về. À, mà không ngờ là anh này thế như là đánh chọc người ta này, rồi tông công an này, rồi mượn xe người ta không trả này, đủ thứ. Cho nên là từ mà Bạc Liêu mà tới cái như là ngã ba Vũng Tàu về tới Biên Hòa đó. Để đến khi gặp tôi thì tôi không biết gì hết trơn luôn. Tôi đi vô tư là vì tôi đi làm nuôi con thôi. Cái gì nói chuyện cho thỏa cái sức của chị thôi, gì không có mục đích có gì nữa. Ý là bây giờ là yêu cầu cái gì tám này nè, là bây giờ là tôi nể gì, tôi nể là vì là tôi thương cháu gì nó nghèo khổ, tôi thương cháu gì mà gì tới gì nói là gì thì tôi nghĩ gì giống như là mẹ của cái như là cái người tôi thương này, cho nên tôi mới đưa tiền cho gì mượn, gì nói rất là nhiều tôi mới đưa, nhưng mà là tự nhiên tôi đưa đó, thì bây giờ gì phải trả cho tôi, gì phải lên liền thì trả cho tôi, chứ gì không được cử tôi ở trong máy. Mà bây giờ là máy gì khóa luôn rồi, nít này nít kia gì khóa hết trên rồi. Và ý, là những phương muốn làm gì? À, bây giờ là gì này phải lên, khi mà coi được cái video này thì lên trả tiền cho tôi. Không thể nào nhiêu tiền? Mà nói bao nhiêu tiền? 20 triệu tiền mặt của tôi, còn tiền lời gì nói để chị chịu. Thì bây giờ chị cứ 2018 tới bây giờ chị chịu bao nhiêu thì chị cứ tính đi. Vậy chị lấy tiền gốc thôi nha, không tính lời. Ở đây không tính lời. Đó, gốc thôi. Ở 20 triệu. Còn anh Nguyễn Nhị Công này á, anh Nguyễn Nhị Công này á, bộ bạc tôi như vậy thì khi mà tôi thương á, tôi kêu đi làm giấy làm tờ, tôi thương thật tình, tôi cho vô khẩu rồi, mà cuối cùng rồi tôi là nói như vậy như kia, tôi nghe lời nói là thương nhau bằng tình thương thôi, không có việc gì mà phải làm giấy cũng vậy thôi em ơi, thì tôi nghe lời đó, mà tôi kêu tên á thì chửi tôi đụng má này á, vợ chồng sao mày kêu tên, thì tôi kêu anh thì lúc nào mà tôi cho như là quên đi thì tôi kêu tên thì chửi tôi đó như vậy đó. Rồi mẹ của anh Viễn Nhân Công này lên ở nhà tôi mấy tháng, tôi cùng cha mẹ đàng hoàng. Khi mà mẹ buồn, mẹ nói mẹ đi về, mẹ đi Đài Loan, tôi nói mẹ già, mẹ đừng đi nữa. Thì bắt đầu là xin tôi tiền thì tôi có cho, tôi tiền mẹ đi về. Thì tôi nói là nay mai tôi nghĩ là có tiền tôi cho nhiều, hoặc là lên mẹ với tôi vui. Và cuối cùng bây giờ là của bạc tôi hết. Rồi, mục đích là cuối cùng là vậy thôi đúng không? Cho nên là... Rồi, ok, em chúc chị cho chị Tám chưa coi được clip này, trả chị 20 triệu ha. Là, à, rồi để tôi nói cái khúc này nữa. Cái khúc mà cái cô mà Trần Thị Thanh My này nè. Khi tôi xin được cái số điện thoại, rồi tôi nhờ bạn kết bạn, rồi bắt đầu lấy cái hình này rửa ra. Rồi tôi gọi thì không bắt máy gọi đi, bắt đầu cô đó mới gọi lại số khác. 3-4 số luôn. Là bắt đầu là chọc tôi. Xong rồi bắt đầu tôi mới có cái như là chửi. Tôi nói là mày không có chịu ôm chồng mày. Chửi rồi sao? Chửi rồi sao? Thì người này nói là tôi có chồng, tôi ở ngoài Quảng Ngãi, tôi vô đây tôi đi làm buổi xin. Tôi nuôi con thôi, chứ tôi không có quen chồng gì đâu. Lúc đầu ổng nói ổng có vợ kia tôi nghe, nhưng mà bây giờ tôi không có nghe nữa. Nhưng mà thật sự là vẫn ở với nhau. Đó, cách đây còn một tuần là cô, cái như là bồ của chồng tôi nè, người yêu tôi nè, là Trần Thị Thanh My này nè, là cái đại diện này nè, lấy cái Facebook đó đó, là gọi tôi nói là của anh đâu rồi chị, còn chọc tôi như vậy nữa đó. Tôi mới nói là anh đang ở với em đó, em đừng có mà gạch chớn với chị nha. Đó, thì tôi chỉ nói rồi thôi. Okay. Thì bây giờ tôi yêu cầu nếu như Nguyễn Như Công này còn thương tôi thì quay về thương, tôi cũng còn thương. Thì còn thương. Không phải là thiếu gì người,
nhưng mà tôi còn thương. Còn thương tôi thì quay về tôi bỏ qua hết. Đây là cuộc đời. Nếu như không thì tôi nói thiệt với anh nè. Nếu như không anh mà bỏ tôi rồi thì có thiệt anh không có ai tin anh mặc tôi nào. Đây là nước hoa Agawan thuộc công ty của Dũng từ đầu tư và mở ra. Tinh dầu Dũng nhập từ châu Âu và sản xuất tại Việt Nam nên giá thành nó rất là rẻ. Có 370.000 một lọ nước hoa này thôi. Mọi người mua ủng hộ Dũng để Dũng đang gây quỹ từ thiện lấy 20% từ lợi nhuận nước hoa để làm từ thiện. Sẽ làm clip, nhiều clip từ thiện cho mọi người cùng xem. Và mọi người mua ủng hộ Dũng nha, có 370k thôi. Dầu thơm rất là thơm, xịn sò, tinh dầu của Pháp, ok.